Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA hàng tuần. Thường thường là chúng tôi đối diện là trở lại chương trình vào tối thứ tư. Nhưng mà tuần này có một số trục trặc thay đổi nhỏ nhỏ do cái Đại hội Đảng Cộng Hòa là đang có diễn ra những cái gọi là kỳ đại hội trong cái cuộc bầu cử Mỹ, cho nên chúng tôi có thay đổi chương trình một chút xíu. Chương trình tối thứ tư trở thành tối thứ năm. Chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Nguyễn Đông Quang trở lại với quý vị để cập nhật thông tin về COVID và cũng như giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe. Trà My xin chào bác sĩ Quang, cảm ơn bác sĩ. Dạ, xin chào chị Trà My và chào quý khán giả của đài VOA hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ Quang. Trà My thuận miệng luôn luôn giới thiệu chương trình y học là tối thứ tư, định bảo là xin chào quý vị tối thứ tư, nhưng mà thật ra bữa nay đã là tối thứ năm ở Việt Nam rồi. Và chương trình bắt đầu 10 giờ rưỡi tối thứ tư hàng tuần nha quý vị, nhưng mà tuần này là đặc biệt, thành ra quý vị đón xem chương trình thường xuyên thì canh là tối thứ tư 10 giờ rưỡi tối, chương trình Hỏi Đáp Y Học. Ngày hôm nay chúng ta có thay đổi đặc biệt là do đặc kỳ đại hội đảng ở Mỹ cho cái cuộc bầu cử. Một lần nữa Trà My xin gửi đến quý vị những thông tin rất mới về COVID trong chương trình hàng tuần gặp gỡ quý vị và các chuyên gia của chương trình. Những thông tin mới đó là gì ngày hôm nay? Đó là việc người ta đã ghi nhận nhiều ca tái nhiễm COVID đã bị rồi, bị lại. Trong thời gian gần đây thì người ta nói nhiều tới cái chuyện là người bị rồi có thể miễn nhiễm một thời gian từ 2 tháng cho tới 1 năm. Nhưng mà bây giờ đã xuất hiện những cái ca mà tái nhiễm lại rất là nhanh, chỉ vài tháng sau thôi lại bị lại. Thì cái sự tái nhiễm này gây ra quan ngại là liệu chúng ta có được miễn nhiễm với COVID sau khi đã nhiễm nó rồi hay không? Đó, câu hỏi đó sẽ được trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Và cái cửa khẩu chính mà COVID xâm nhập vào cơ thể của chúng ta là bằng con đường nào? Và cộng thêm những thông tin mới nữa, 6 feet tức là 2 mét giãn cách trước nay người ta nói đó là sự an toàn, nay đã có ghi nhận không an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi, chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp cho quý vị vì sao qua những cuộc nghiên cứu từ giới chuyên môn. Dạ, bác sĩ Quang ơi, bây giờ mình nói về cái việc tái nhiễm thưa bác sĩ. Dạ, mình thấy là một cái virus nào sau khi xâm nhập vào cơ thể con người thì cơ thể cũng tự động có cái đề kháng vì ghi nhớ được kẻ thù đó là gì. Lần sau kẻ thù đó xâm nhập thì mình đã nhớ nó rồi và mình chống lại nó. Nhưng mà với COVID thì người ta đã thấy là nó lại trở lại rất nhanh, rất là sớm mà mình lại tiếp tục bị nữa. Mình không có kháng thể đủ dài, đủ mạnh để mà chống lại cái sự tái nhiễm này. Giới quan sát cũng như là giới chuyên môn hiện bây giờ đang ghi nhận những điều gì và nhận thấy như thế nào? Dạ thì trong cái sự báo cáo đó thì hai cái việc đã xảy ra cho một người bệnh nhân ở bên Bỉ, tức là Belgium, và một người ở Hòa Lạc, tức là Holland. Thì một người là đàn ông và một người là đàn bà. Thì trước tiên chúng ta được biết là như chị Trần Thị đã nói là đây là một cái kiểu tái nhiễm, nhưng mà cái tái nhiễm này nó lại mình tái nhiễm cũng cái gia đình của con virus này, nhưng mà một cái virus khác chứ không phải cái con virus 100% giống như con đầu tiên, tức là cũng có trong cái gia đình đó của cái con virus, nhưng mà con virus mà làm những thứ hai này đó nó là biến chủng, tiến dụng mới, chủng mới trong đó. Thì là đây là một cái trường hợp cũng rất là quan tâm cho mọi người, là tại vì như mình biết là sau khi mình dùng một cái loại bị một cái con virus nó tấn công mình, thì trong mình của chúng ta có một cái sức đề kháng để chúng ta có thể chống lại, thì đó là một cái cơ bản từ tạo hóa tới bây giờ rồi. Nhưng mà không ngờ là trong cái kỳ này nó lại quá mau, là như chị nói, trong vòng chỉ có 4 tháng hoặc tới 5 tháng thì cái người bệnh nhân lại bị trở lại, và cả hai người đều bị hết. Một cái điều chính là cái trong hai cái người bệnh này thì cả hai đều có một cái sự kháng chế cảm như là yếu so với những người khác, tức là từ những người bệnh này cái chất đề kháng của họ so ra là yếu hơn so với những người khác. Thì một trong hai người bệnh này lúc họ bệnh thì họ bệnh rất là dài, thì có lẽ mà sau khi mà họ đã bình phục thì họ cái chất đề kháng của họ không còn mạnh như xưa nữa, do đó lần tấn công thứ hai này lại được xảy ra. Thì dĩ nhiên đây là một cái sự rất là lo lắng đối trong giới y khoa và trong cái giới điều trị cái này, thì mọi người cũng đang suy nghĩ là bây giờ dĩ nhiên là có hai cái ca rồi, rồi sắp sửa nhiều hình như còn một cái ca nữa ở bên Hồng Kông nữa. Dạ. Thì là hai hoặc ba ca này, thì tất cả mọi người, tất cả như Bộ Y tế đang chú trọng coi rất là nhiều, coi làm sao tiếp được và có cái thời gian bao nhiêu. Thì dĩ nhiên mình biết là sau sáng hàng sau lúc này, sau khi mình đã có cái vaccine rồi đó, thì mình biết là mình dùng cái vaccine mình có thể mình làm cho cái sức đề kháng mình mạnh hơn. Nhưng mà đây là những trường hợp cũng giúp chúng ta hiểu là dầu có vaccine, cái cơ hội tái diễn lại vẫn có thể có, tức là mình không phải 100% mình hoàn toàn mình được bảo vệ vì cái chất đó, cho nên chúng ta vẫn dĩ nhiên là bao giờ cũng nên đề phòng để cho đừng có dướng phải những cái loại bệnh như thế thì có thể là tốt hơn.
Tại vì biết là mình mặc dù mình bị một lần thì cũng như mấy em khác mình vẫn có thể mình bị trở lại nữa. Cái ca ở Hồng Kông mà bác sĩ có nhắc tới đó thì là người ta ghi nhận rằng là cái chủng virus corona mà cái người này bị lại lần thứ hai nó khác với lại cái chủng lần trước. Ông này đã bị hồi tháng 2, tháng 3 rồi. Và bây giờ sau 4, 5 tháng ông lại bị nhiễm lại và người ta xét nghiệm người ta thấy là cái chủng COVID trong người ông lần này nó khác cái chủng đầu. Có nghĩa là khi mà nó đã biến chủng rồi, nó mạnh hơn nhiều mà cái cơ thể của con người đó không đủ. Tức là đã có, cũng có kháng thể đấy nhưng mà không đủ cái đề kháng thì cũng chịu, cũng bị nó xâm nhập lại lần nữa, phải không? Dạ, những cái con virus cũng như những cái con thuốc, những cái loại trong một cái cuộc sống cuộc đời của mọi sinh vật cái gì cũng trong đó cũng có người ta thì mọi vật chủng đều cố gắng làm cái gì để bảo vệ cho nó, thành ra tiến hóa, ví dụ, tiến hóa cho nó, ví dụ như nó cảm thấy là nó làm một, nó ra một cái hiện dạng này thì có thể nó bị cái chất vaccine hoặc cái thì chống lại thì nó biến hóa nó trở thành một cái khác để có thể nó mạnh hơn nữa. Thế nên những cái con này cũng rất là thông minh, nó tìm cách để nó làm sao nó xâm nhập vào cơ thể của một người bệnh nhân và nó làm con biến thể ra, nó biến hóa ra để cho những cái chất chống lại trong người chúng ta không có tác dụng đối với nó, thì đây là một cách để nó sống và nó tồn tại trong 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 cái cuộc sống của nó. Nhiều loại virus khác cũng biến chủng liên tục như vậy, mình thấy rất là nhiều. Thậm chí như là một cái loại rất thông thường đó là virus gây cảm cúm hàng năm hàng mùa đó, nó cũng đều biến dạng hết chứ nó không có đứng yên một chỗ. Thành ra cái sự tái nhiễm này người ta ghi nhận, thứ nhất là virus đã biến chủng, thứ hai nữa là cái sự gọi là miễn nhiễm của con người sau khi bị COVID lần một nó không có bền chắc, nó vẫn có những cái yếu tố dễ bị xâm nhập nếu như cái cơ địa của người đó vốn đã có bệnh sẵn, vốn đã bị yếu sẵn, mà nhất là đã bị COVID một lần là đã yếu hơn rồi. Đấy, thành ra đó là những cái mà người ta quan ngại lúc này là nó có tái nhiễm. Và cái quan ngại thứ hai là cái sự tái nhiễm này làm sao để đối phó bằng vaccine đây, khi chúng ta đang sản xuất một loại vaccine cho cái chủng này thì nó đã biến ra cái chủng mới rồi. Thành ra đó là cái lời khuyến cáo để quý vị có thể quan tâm hơn nữa đến vấn đề giữ gìn sức khỏe cho mình, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại vì cho dù có vaccine cũng chưa chắc bảo vệ được 100% như chúng tôi thường nói trong những cái chương trình hàng tuần. Tại vì cái thuốc men nào nó cũng có cái xác suất, cái tỷ lệ của nó thôi. Và virus thì nó biến chủng liên tục cho nên mình vẫn che đậy, mình vẫn tự vệ là vẫn hơn. Dạ thưa bác sĩ, hồi tuần trước mình có nói là có những ghi nhận cho thấy là một người đã nhiễm rồi đó thì được đề kháng, tức là được miễn nhiễm tới một năm. Có những trường hợp chỉ 2 tháng nhưng mà có trường hợp tới 1 năm. Thì có một câu hỏi xuất hiện rằng cái virus này nó mới đây chưa đủ 1 năm mà sao mà quan sát được, thấy được, kết luận được là nó có thể trong vòng 1 năm sau đó mình có thể mình miễn nhiễm với nó. Cái câu hỏi đó được giải đáp như thế nào? Thường thường thì sau khi mình thử nghiệm một cái loại nào, chẳng hạn mình đang làm cái vaccine, thì khi mà người ta nói mình biết là khoảng từ 6 tháng 1 năm bao nhiêu đó, thì họ dùng một cái công thức để họ tính trên cái sự suy nghĩ của họ, họ tính trong đó. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái cuộc thật sự thì nó có thể nó khác. Cái nó cho biết thì từ 6 tháng 1 năm là chỉ do khi mình làm một cái công thức, mình suy nghĩ là nếu cái virus là như thế này và cái vaccine nó như thế đó thì hai thứ khi nó chạm nhau nó có thể giữ lại và nó chống lại như bao lâu. Thì cái đó là chỉ do một cái sự suy đoán trong cái công thức, chứ không phải là, thì dĩ nhiên mình thấy là cái con virus nó chưa có đủ tới 1 năm, nó gây rất là nhiều tai họa đi, nhưng mà dĩ nhiên đây là một cái sự suy đoán hoàn toàn do công thức thôi, chưa phải. Thì dĩ nhiên khi mình vào lâm sàng mình thấy những cái bệnh nhân rồi thì mình mới biết là bao giờ cũng vậy, nó có một cái đường từ bao nhiêu tháng cho tới bao nhiêu tháng, tức là cái chiều dài của nó, thì có người sẽ được nhiều, có người sẽ được ít hơn, tức là không thể nào 100% là 1 năm hoặc 6 tháng hoặc 8 tháng. Mình không thể nào mình, ví dụ như bây giờ khi mà có cái vaccine, họ cho Quang và có cho chị Trà My, thì mình cũng biết là hy vọng là có nhiều, nhưng mà mình không thể nào mình nói là cái sự kháng thể trong cái cơ thể của Quang nó sẽ hoàn toàn nó giống như của chị được, thành mỗi người nó hơi khác trong đó. Cho nên là cái sự quan sát mà người ta thấy là mấy tháng sau được miễn nhiễm đó, có thể là quan sát trên lâm sàng, trên bệnh nhân thực tế, và có những cái cuộc quan sát mà người ta phỏng đoán theo cái mô thức họ tính toán đó thì có thể là lên tới 1 năm, tức là dựa trên những cái thử tính toán dựa trên cái cơ sở khoa học mà họ thu nhặt được. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mình nói về con đường lây nhiễm, cái cửa vào chính của virus corona xâm nhập cơ thể người ta qua những cái cuộc thí nghiệm. Trước đây thì người ta nói đây lây bằng mắt, mũi, miệng, tay chân mình đưa vô, hoặc là thậm chí là qua đường nước tiểu, nếu mà mình văng cái nước tiểu đó ra trúng cái người khác đó. Đó là những cái con đường lây nhiễm mà mọi người đều biết. Trong không khí cũng có cơ hội, tức là đã có ghi nhận những trường hợp là
COVID có hiện diện trong không khí, nhưng mà nó lây qua không khí hay không thì chưa có cái sự quả quyết chắc chắn. Nhưng mà cái cửa khẩu xâm nhập của COVID vào con người có một cuộc nghiên cứu chắc chắn, một đường duy nhất. Dạ, thứ đó là lỗ mũi, là mũi là một cái nơi rất là quan trọng trong cái công việc này. Thành ra cũng may mắn là có cái khẩu trang của chúng ta thì chúng ta dĩ nhiên là nên đeo để bít lại cái lỗ mũi. Thì tại làm sao họ biết như thế này? Họ biết như thế này là họ do những cái cuộc khám nghiệm và họ nhìn vào trong lỗ mũi, họ so sánh là ở trong lỗ mũi, nhất là cái phần trên của mũi đó, nó có những cái tế bào, và trong cái những cái tế bào đó thì nó có những cái chất cụ thể mà nó làm cho cái con virus này nó có thể nó bám vào, tức là nó có những cái mốc đó, nó bám vào trong những cái tế bào này và nó sống ở cái nơi này. Có thể từ tại vì lúc mà người ta đo lượng cái số của con virus ở chỗ này với những cái chỗ khác trong cái đường khí quản của mình đó, thì họ thấy là những cái chất lượng, cái chất liệu của những cái con virus này nó tên khoảng tới 200 cho tới 500 lần so với những cái chỗ khác được. À, cái số lượng nó cao như vậy. Nó cao, nó rất là cao, thành ra nó sống ở trong đó, nó sống ở trong ngay cái chỗ những cái tế bào trên mũi. Và cũng vì lý do đó mà những cái người mà bị bệnh coronavirus này đó, sau một thời gian khi họ lành bệnh lại, và chung nhất là của họ bệnh đó, có thể là cái sự mà ngửi của họ không có được bình thường nữa. Tức là đây là gì? Những cái tế bào nó làm cho chúng ta ngửi được, nhưng mà cái con virus này nó lại chọn cái nơi nó để nó sống và nó phát triển. Do đó khi mà nó sống ở đó thì nó làm hư đi những tế bào của nó chỗ đó. Và do đó chúng ta, những cái người bị bệnh thì chúng ta không có ngửi được nhiều. Thì dĩ nhiên là đây là một cái việc rất là quan trọng, và cũng giải thích cho chúng ta là tại làm sao chúng ta khi mà chúng ta đi những nơi nào chúng ta không biết, hoặc là khi chúng ta có những cái cuộc tiếp xúc nào mà chúng ta không rõ ràng thì chúng ta nên đeo những cái khẩu trang. Mà khi đeo thì cũng nên đeo cũng như là rất là cẩn thận. Tại vì ví dụ như trong một cái lúc mà khám bệnh chẳng hạn, thì có những người bệnh nhân bước vào, họ chỉ đeo nhưng mà họ chỉ đeo cho cái miệng thôi. Tại vì chúng ta biết là khi mình đeo lỗ mũi thì nó hơi khó một chút. Nhưng mà mình biết là đây là một cái, sau cuộc thí nghiệm thì mình biết là đó là cái nơi mà những cái con virus này nó đi vào hoặc nó đi ra rất là nguy hiểm. Thành ra mình nói người ta là cũng như là cô hoặc bác hoặc chú làm ơn kéo cái này lên một chút để cho bít cái lỗ mũi lại. Ví dụ mình che mà mình chỉ che chữ cái miệng không thì dĩ nhiên cũng chặn một phần nữa, nhưng mà cái phần chính từ lỗ mũi thì nó lại bay ra bay vào rất là dễ dàng. Do đó khi che thì mình chịu khó mình che hoàn toàn hết. Dạ, Trời My thấy có nhiều người tại vì đeo nó ngợp á, đeo chừng mấy phút thôi không chịu nổi, kéo nó xuống để thở. Thì như vậy cũng như không, nó đâu bảo vệ được gì phải không? Đâu phải là chỉ có che cái miệng. Tại vì cái này là virus xâm nhập qua đường hô hấp. Thì cái lỗ mũi là quan trọng lắm, mà nhiều người lại cứ kéo xuống như thế này để thở thì coi như là không có tác dụng 100% được rồi. Như bác sĩ nói là cái đường mũi là cái đường đi vào chính của COVID. Như vậy thì có thể là khiến cho người ta lo ngại về cái chuyện hít thở hay không? Bây giờ trong mùa COVID này mà nó đi vào cái lỗ mũi thì tôi lo ngại là không khí chỗ này chỗ kia hít thở vô có thể bị lây nhiễm bệnh hay không? Cái câu hỏi đó giới chuyên môn giải đáp như thế nào cho tới giờ phút này thưa bác sĩ? Dạ, dĩ nhiên thì chúng ta phải lo lắng những vấn đề đó, và nhất là khi chúng ta ở trong những cái phòng nó nhỏ, những cái phòng mà nó có cái hệ thống mà điều hòa không khí hoặc hệ thống mà lọc không khí nó không thông thoáng lắm trong đó. Thành ra thí dụ chúng ta ở phòng thì chúng ta rất là quan trọng, tại vì cái con virus này nó sẽ bay ra bay vào, nhưng mà nó cũng không thể nào nó sống rất là lâu trong đó. Thành ra nếu mà mình ở trong một cái phòng nó rộng hoặc là nó có những cái hệ thống mà thoáng khí, không khí đó cho tốt thì mình cũng đỡ hơn một chút trong đó. Thì dĩ nhiên là đây là cái điều rất là quan trọng trong đó. Và những cái cuộc chiến binh như thế này hy vọng là sẽ giúp những đồng bào, giúp những người bệnh nhân hiểu là tại làm sao chúng ta có những cái sự giới thiệu, những cái sự cầu mong là nên đem thế nào, giữ thế nào. Tại vì không phải là chúng ta chỉ nói như vậy không, mà bây giờ nó có những cái kết quả chứng minh rằng đúng là rõ ràng là nơi cái lỗ mũi là cái nơi có rất nhiều những cái con này nó đang sống trong đó, và nó đi ra đi vào cũng do đó. Thành ra trong không khí thì chúng ta dĩ nhiên là quan tâm, bởi vì như thế mà người ta mới biểu mình là cũng như không có gần những cái người mà mình không biết, hoặc là mình ở trong cái nơi nào mà chặt quá thì vì một rủi ro nào đó những cái con virus nó bay trong không khí, mà nếu nó bay rồi nó chọn cái lỗ mũi của mình là cái nơi nó đi vào, thì lúc đó mà mình không có một cái đồ che thì đó là cái điều rất là nguy hiểm cho mình. Cũng nói về cái đường lỗ mũi là cái đường xâm nhập của COVID đó thưa bác sĩ, nếu như vậy mình sợ không khí tức là mình cũng phải có cảnh giác một phần, tại vì cũng chưa có ai xác minh được là cái đường lây qua không khí như thế nào. Nhưng mà thí dụ như mình ngửi, tại vì cái lỗ mũi mình hay ngửi đó, thì nếu như một cái vật nào đó đã bị nhiễm trùng mà mình ngửi phải
thì mình có bị lây qua cái đường đó không khi ngửi phải vật có nhiễm trùng? Dạ, cái vấn đề quan trọng là thí dụ như có một cái vật nào nó đang bị dính con virus này, thì khi cái tay chúng ta đụng vào cái vật đó, và chúng ta thường thường thì chúng ta trong cơ thể chúng ta, mọi người có lúc chúng ta không có tự chủ được, chúng ta dùng cái tay chúng ta rờ cái mũi, thì đó là một cái nơi mà mình giúp cho cái con virus này nó có một cái đường đi rất là mau từ cái vật mà nó có thể nó bị nhiễm tới cái lỗ mũi, và từ trong đó nó sẽ bay vào trong cái lỗ mũi của chúng ta, trong phổi chúng ta, rồi từ đó nó đi vào trong đó. Thành ra mình chắc những cái chỗ nào mà mình không biết, ví dụ như một cái vật nào đó, hoặc một cái bàn nào, hoặc một cái món đồ nào đó, thì trong cái thời gian này đó, tốt nhất á, nếu mình không biết cái gì thì mình đừng đụng vào, đụng chạm đâu. Mà nếu mình có lỡ mình đụng chạm thì cũng như bây giờ mọi người chúng ta đó, trên chiếc xe chúng ta đang đi hoặc trong cái phòng làm việc, nơi nào cũng có những cái đồ để chúng ta rửa tay hết, mình vừa đụng một chút thì mình mà mình rửa liền lập tức trước khi mình đụng những cái chỗ khác. Dạ vâng, như vậy là cái đường xâm nhập chính mình đã hiểu rồi, thành ra mình càng cẩn thận hơn. Cái khẩu trang bây giờ là cái quan trọng lắm, mà nhiều người bây giờ còn cẩn thận có thêm một cái plastic che ở ngoài nữa. Cái khẩu trang không họ cũng còn sợ là nó có cái nguy cơ xâm nhập đó bác sĩ, người ta đeo thêm một cái miếng plastic nữa, đó là cẩn thận hơn. Dạ, khi mình đeo cái đó thì là nhất là những cái lúc mà những người mà người ta tránh những cái bọt đó chị, tại vì thí dụ những cái người bệnh nhân hoặc người ta ho, hoặc là những cái người hát xì ra, thì cái đó nó đi như mình nói đó, nó đi càng nhanh và nó đi càng rất là mạnh, thì nó đi mau hơn nữa, và có thể nó đi xa hơn là một cái thời điểm mà chúng ta quyết định được. Thành ra những cái tấm đó nó làm như giống một cái tấm để nó che đậy lại, nó chặn đứng lại những cái đó nó bay vào trong cái lỗ mũi của mình. Dạ. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu như cái tấm đó mà mình dùng không có khẩu trang thì nó yên tâm hơn khẩu trang không? Tại vì mình thấy là nó che lại, nó chắn được, thì những cái giọt nhỏ li ti từ cái hơi thở, từ cái hắt xì của người ta không vào mình được. Cái tấm đó, cái tấm gọi là kính che đó, cái độ an toàn nó như thế nào so với khẩu trang? Dạ, thường thường thì mình cũng không thể nào mình nói một cái người đó không đeo những cái khẩu trang, là tại vì khẩu trang thì dầu sao nó cũng sát vào cái người của chúng ta, nó che lại, tại cái khẩu trang nó nằm ở trên cái da của chúng ta rồi. Còn ví dụ mình dùng những cái tấm mà bình phong này, đến tấm bình phong mình che, thì ở hai bên nó cũng độc, nó không phải thoáng, nó có thể bay vào. Thành ra dĩ nhiên nếu mình có thể làm được thì mình làm luôn hai cái, nhưng mà nếu phải chọn một trong hai cái thì dĩ nhiên chúng ta nên chọn cái khẩu trang là tốt hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mình nói về khẩu trang, mình nói về cái biện pháp giữ an toàn. Như hồi nãy lúc đầu mình có nói là hiện bây giờ cho dù có vaccine vẫn giữ cái biện pháp giãn cách trong cái gọi là thời đại mới đó. Thì thưa bác sĩ, người ta thấy trước nay nói 2 mét, 6 feet là an toàn. Nhưng mà đã xuất hiện những cuộc nghiên cứu cho thấy là cái người bệnh nhân COVID nó nằm xa như thế mà cỡ 5 mét vẫn thấy cái COVID nó bay tới đây. Thành ra cái khoảng cách của COVID đó không chỉ là dừng lại ở 2 mét thưa bác sĩ, và bây giờ đã có khuyến cáo là 6 feet tức là 2 mét không phải là khoảng cách an toàn, gọi là yên tâm. Và cái cuộc nghiên cứu mới đây họ xác nhận như thế nào, và như vậy thì cái khoảng cách an toàn hiện bây giờ được điều chỉnh như thế nào mới gọi là yên tâm thưa bác sĩ? Dạ, thì đây là một cái tin tức kết quả do hai trường đại học rất là nổi tiếng, một cái là Oxford ở trên bên Anh và một cái là cái MIT ở trên của Mỹ này, thì cả điều hai nơi này họ đều xác nhận ra là 6 feet hoặc là khoảng 2 mét đó, thì lúc trước họ, lúc mới bị bệnh này thì mọi người nghĩ cái đó là một cái điều rất là một cái cũng như khoảng cách an toàn, cách nó rất là an toàn, nhưng mà bây giờ họ thấy là cái đó chưa đủ, là tại vì những cái con virus này, những cái bọt của nó, những cái dấu khoảng của nó có thể bay rất là xa, nhất là khi mà chúng ta ho hoặc chúng ta la lớn lên đó, thì những cái bọt trong miệng của chúng ta nó sẽ bay đi xa. Mấy tuần lễ trước mình cũng đã thấy là có những cái bệnh viện, có những cái người bệnh bị COVID, rồi người ta lại tìm thấy những cái con này nó ở một cái chỗ xa hơn là 6 feet, nhưng rất là nhiều trong đó. Thành ra họ đã nghi là có thể là những cái con này nó có thể nó đi rất là xa, tùy cũng như ví dụ như mình đang nói chuyện bình thường thế này, thì những cái bọt nó đi nó không có xa lắm, nhưng mà nếu bây giờ mình hét lên hoặc mình ho lên thật là nhiều thì cái bọt này có thể nó đi một cái đường rất là xa nữa. Thành ra dĩ nhiên mình không biết là mọi người sẽ nói bây giờ tôi phải đứng cách bao nhiêu, 6 feet hoặc là 10 feet hoặc là 8 feet, thì cái đó thì mình hoàn toàn mình chưa thể nào mình quyết định được, nhưng mà mình biết có thể là có những cái con này có thể nó đi xa 6 feet như vậy. Thì tốt nhất đó là chúng ta vẫn là nói là khi chúng ta đi những cái nơi nào mà chúng ta không có rõ cái hoàn cảnh ở đó,
hoặc là những cái nơi nào mà chúng ta không có biết được những người ở đó như thế nào đó, thì chúng ta nên, tóm tắt là bao giờ nên mang khẩu trang, và mình tránh là càng xa được thì càng tốt. Dĩ nhiên cái chuyện này có không thể nào hoàn toàn giữ 100% được, nhưng mà nếu chúng ta có cái cơ hội, nhưng chúng ta không có cần đứng nói chuyện thì mình cũng nên tránh xa ra. Thành ra trong mấy tháng này thì cũng trở thành một cái thói quen rồi, bây giờ cũng như mỗi khi Quang nói chuyện với ai trong nhà thương hoặc là ở ngoài cũng vậy, thì là nếu mình không biết đó, thì mình cũng tự động một mình rồi mình giữ bước khoảng xa cách. một chút, cả hai người đều giữ cái khoảng cách với nhau đó, thì nó cái càng xa càng tốt. Dĩ nhiên nếu mà nó xa quá thì mình không nghe được rồi, nhưng mà ví dụ mình nói cần phải nói chuyện đó thì mình nói lớn một chút, và khi mình đeo cái khẩu trang vào rồi như vậy thì ai an biết, toàn hơn. và nó an toàn hơn. Là tại vì tới giờ phút này đó mình chưa có biết được 100% là cái địa điểm bao nhiêu, mình không thể nào nói là tôi với cái người đó ở cách nhau 6 feet mà tại sao tôi bị bệnh được, tại vì tôi cũng theo dõi cái này. Mà thật ra thì cái tất cả những cái cuộc thí nghiệm nếu điều nó có điều có chỗ trúng, và có thể nó cũng hơi trật, tại vì nó không thể nào nó trúng 100% được, thì đây là một cái điều mà nó chứng tỏ là 6 feet Lưu mình ý. lưu ý Dạ vâng, chứ tại có vì nó đủ. cũng tùy theo cái môi trường, như nãy bác sĩ nói là kính hay hở Dạ môi trường đó, và thông thoáng hay là không, rồi đông hay là vắng nữa. Thành dạ ra không có thể có được một cái công thức chung là 5 mét hay là 16 mét, 50 là dạ an toàn cả. Vâng, như vậy thì 2 mét chỉ là một cái gọi là khoảng cách cho mình nghĩ trong đầu là nó an toàn, tức là 2 mét tối thiểu đó là để dạ mà mình giữ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự với 2 mét đó vẫn phải tự vệ với mình bằng những cái biện pháp bảo hộ. Dạ, chứ còn bây giờ họ đã thấy là có những người ở 5 mét vẫn vẫn bị bệnh như thường vẫn ha. bị bệnh như thường, vẫn bị lây như thường, và cách xa người bệnh 5 mét virus vẫn thấy ở không khí, trong không khí ở cái Dạ khoảng cách phải ạ. 5 mét như thường. Dạ, thì Đó cái là đó là cái sự lưu ý. Dạ. đúng rồi, thành ra mình tóm tắt là như chị nói đó, là tối thiểu là 2 mét, nhưng mà nếu mình có thể được mình đứng xa ra thì càng tốt nữa. Dạ. Tốt nữa, do đó bởi vì như thế mà hiện giờ rất là nhiều tiểu bang nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới họ đều không có chấp nhận trở lại những cái cuộc mà chẳng hạn mình vô những cái nhà hàng, những cái nơi nào mà ví dụ như những cái cuộc Đông á. đông người quá, hay Dạ. mình chỉ đứng cách người kia có 1 feet thì nó quá quá là nguy hiểm, và do đó mình nó những cái tiệm nhà hàng đều tất cả đều phải mở ngoài sân hết, là tại vì nó không ở trong một cái phòng nó không có đủ xa với nhau như thế. Dạ đó, bây giờ là người ta hướng ra ngoài trời rất là nhiều, ăn uống ngoài trời, xem phim ngoài trời, thậm chí là đi nghe những cái buổi thuyết trình giảng đạo của những cái tôn giáo đó bác sĩ, cũng Công giáo ngoài trời luôn, là vì người ta đang nói đến cái khoảng cách đó, càng ngoài trời càng thoáng khí, càng thông thoáng càng tốt, để cho virus nó bay đi, chứ nó không có cái gọi là bầu không khí chật hẹp để nó luân chuyển vòng vòng hết người này tới người khác. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mình nói tới cái bầu không khí mà luân chuyển vòng vòng thì quan trọng, nguy hiểm hơn hết tất cả, không phải là trong nhà, không phải là trong chợ, mà là trên máy bay, phải không bác sĩ? Đấy, cái máy bay nó chật lắm, và không khí trên máy bay thì mình biết là nó cũng giới hạn, nó bí lắm. Thì bây giờ có một cuộc nghiên cứu cho thấy, mà cuộc nghiên cứu này là của CDC, là Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Họ nghiên cứu, họ thấy là virus COVID này lây lan trên máy bay. Máy bay là một trong những nơi có thể lây lan, gọi là virus này một cách đáng ngại nhất. Dạ, xin nhường lời cho bác sĩ. Dạ. sự tìm hiểu ra được vấn đề này, sự khám phá này ra được xảy ra trong một cái cuộc khám phá rất là cẩn thận, đi từ một cái chuyến bay đi từ thành phố Milan là bên Ý đó, nó bay qua bên Seoul là của Đại Hàn đó, tức là Nam Cali đó, Nam của Đại Hàn. Thì cái chuyến bay đó họ họ bắt đầu như thế này, cái chuyện này nó xảy ra trong vòng khoảng tháng 3 mấy tháng trước rồi, thì nên họ cũng rất là cẩn thận. Thì là trước khi mà họ những cái hành khách này được lên trên máy bay đó, đi từ bên Ý qua về tới Đại Hàn đó, thì họ đều thử hết, tức là trong máu của họ họ đã thử trước khi nó lên máy bay. Thì chỉ như chúng ta biết là thử thì thường thường tối thiểu là khoảng chừng 3 hoặc 4 ngày trước đó. Rồi sau khi họ lên trên máy bay này đó, họ đi rồi khi mà họ về tới bên Đại Hàn đó thì lại thử nữa, thì lại có một số người trong đó khoảng 6 hoặc 7 người họ lúc trước họ là âm tính, rồi bây giờ họ chuyển thành lại dương tính rồi. Tức là người ta hỏi tại làm sao được, tại vì những trên những cái chuyến máy bay này đó, những cái hãng hàng không bây giờ họ cố gắng rất là nhiều, họ làm cho những Diệt cái máy mà khuẩn sát để trùng. sát trùng, xong rồi họ lọc cái không khí lại, họ làm rất là nhiều. Rồi có những cái hãng máy bay họ như chẳng hạn như hãng Delta chẳng hạn, họ lấy cái ghế chính giữa họ để che lại, tức là mình không có ngồi 3 người một băng nữa mà mình ngồi một người, rồi họ cắt một cái Cắt chỗ một ghế. người nữa.
Nhưng mà tại làm sao vẫn xảy ra được, là đây là cái điều đó. Do đó dĩ nhiên mọi người đều cố gắng giữ cho cái hãng hàng không nó mạnh để người ta có thể đi trở lại, nhưng mà giờ cũng còn nguy hiểm. Thì họ nghĩ là cái vụ này dĩ nhiên là xảy ra trong cái lúc mà họ đi, thì có thể là lúc mà họ sắp sửa bước lên trên máy bay, hoặc là trong lúc mà họ trên máy bay mà họ đi ra đi vào trên cái đường đi giữa những hai cái hàng ghế, hoặc là lúc họ vào những cái nhà vệ sinh trên máy bay. Thì đây là những cái nơi mà mọi người trên máy bay đều phải dùng, phần lớn họ phải dùng, mà nhất là chúng ta đi một cái con đường xa từ bên Ý về tới Đà Lạt, dĩ nhiên không thì rất là ít người có thể nào mà không có dùng những cái nhà vệ sinh nó được, thì đã bao giờ cũng sẽ dùng. Thì bây giờ đó là những nơi mà chúng ta có thể là có được. Thì làm mình có thể mình hỏi câu là làm sao có được, nếu tất cả những cái người mà lên chuyến máy bay đã được thử rồi, Dạ, thì làm sao bị nhiễm? Dạ, COVID ở đâu? Dạ. Theo quan nghĩ đó thì dĩ nhiên chúng ta khi mà chúng ta thử đó thì chúng ta chỉ có thể biết được ngay cái lúc đó thôi. Thí dụ như một cái người đó họ mới vừa bị, thì lúc mình thử ngay cái lúc mà họ trước lên đó thì có thể lúc đó họ còn là âm tính, nhưng mà tại vì nó phải có một thời gian sau đó, thì cái lúc thời gian sau đó là những cái ngày mà họ sắp sửa đi. Chẳng hạn thì bây giờ quan thử trước khi quan lên máy bay là 3 ngày, thì lúc mà quan thử thì nó là âm tính, nhưng mà biết đâu là cái ngày thứ hai hoặc cái ngày thứ nhất mà trước khi quan đi đó quan đã có dương tính rồi, mà lúc đó thì đâu có ai thử của mình nữa, tại vì mình đã có một cái miếng giấy cho mình biết là mình đã có âm tính rồi. Thành ra mình không có phải là mình nghĩ là mình đã âm tính, nhưng mà thật ra có thể mình đã bị rồi. Thì lúc mình lên trên cái máy bay hoặc trên cái đường mình đi tới đó, mình đụng cái chỗ này, mình đụng vào cái chỗ khác, thì khi mà mình lên trên máy bay đó thì lúc mà mình thở ra mình làm gì, mình lúc ra đã bệnh rồi. Thì mặc dầu trên giấy tờ là mình đã là âm tính, nhưng mà thật ra mình có thể là mình dương tính, thì lại vì cái người đó chung những cái người khác có thể bị gì đó mà lây cái của mình. Nhưng là mình theo cái này thì mình chỉ dùng hết cái khả năng nào mình có thể mình làm được, mình đo được. Nhưng mà cũng chỉ vì lý do đó mà tới giờ phút này rất là nhiều người cũng cũng không có đi máy bay, thường Ngại, vâng, họ ô ngại ngại. gì vấn đề là tại vì chúng ta cũng vẫn là không thể nào 100% mà bảo vệ cho chúng ta được. Nhất là những cái chuyến bay đường dài đó bác sĩ, rồi ngồi lâu như vậy, bao nhiêu người như vậy, dĩ nhiên là có cái sự sinh hoạt tiếp xúc gần gũi nè, rồi có thể là đụng chạm chung cái tay cầm tay ghế, cái restroom vân vân, cái cửa vân vân, rồi chưa kể là cái bầu không khí nó kín, nó luân chuyển nữa. Nếu mà nó có virus rồi thì nó đi vòng vòng ở đó chứ đâu có thoát ra đâu đâu. Thành ra đó, nếu mà mình nói là cái nguy cơ bị lây nhiễm COVID thì máy bay là cái nơi mà người ta đang sợ. Và nói như vậy thì không phải là quá hoảng loạn, nhưng mà thật sự ra mình tránh được, nếu không cần thiết thì mình nên tránh, mình không đi máy bay lúc này càng tốt. Và những cái hãng hàng không, những cái chuyến bay mà thương mại đó, hiện giờ họ cũng đâu có gọi là cho tái lại hoạt động lại đâu, chỉ có những cái chuyến bay gọi là khẩn cấp đưa người bị kẹt đi về nước thì có, chứ còn lưu thông qua lại mà gọi là thương mại thì cũng chưa. Để cho mình thấy rằng là cái nguy cơ nó vẫn còn đó, một khi mà mình chưa có thuốc, hoặc là chưa có thuốc ngừa, hoặc là chưa có thuốc trị, thì COVID vẫn là rất là đáng sợ, đáng ngại nếu mà mình đi nơi đông người, tiếp xúc cái chỗ không khí kín chật đông người, phải không bác sĩ? Thì mình đang nói tới thuốc men đó, thì cũng nhân đây cũng nãy giờ nói những cái thông tin nó cũng hơi sợ sợ. Bây giờ có thông tin vui, tức là cái vaccine mà mọi người đang trông chờ của Moderna đó đã bước vào giai đoạn thử nghiệm 3 trên quy mô 60.000 người đó, thì họ mới vừa loan báo những cái kết quả của giai đoạn đầu. Tại vì giai đoạn 3 là đang thử nghiệm chưa có kết quả, nhưng mà họ phân tích những cái kết quả sớm của giai đoạn đầu thì họ cho thấy những dấu hiệu hứa hẹn. Dạ, xin nhường lời cho bác sĩ. Công ty Moderna là một cái công ty mà cũng như là làm việc tại tiểu bang Massachusetts ở vùng đó. Thì cái công ty này là một trong những cái công ty đầu tiên mà cũng đang đứng đầu trong những cái cuộc chạy đua mà để nơi nào có thể tìm ra cái vaccine. Cái công ty Moderna này trong những tháng vừa qua đã làm việc chung với cái hội y tế lớn nhất của trong Hoa Kỳ, tức là cái National Institute of Health đó. Thì cái chỗ đó nó đã cũng như đài thọ một số cho cái công ty này để mau mau cố gắng làm ra cái vaccine. Thì cái vaccine này như mình nói mấy lần trước đó thì nó có 3 giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn 1 là lần đầu tiên khi mình thử vào một cái người nhân loại nào, thì đó mình thử có được bình an không, rồi từ đó nó qua tới giai đoạn 2, rồi giai đoạn 2 rồi nó lên đến giai đoạn 3 là lúc mà nó thử rất là nhiều người để nó coi nó có làm việc hay không. Thì đúng là một cái tin mừng. Và cái tin mừng như thế này là lúc trước đó chúng ta không có hiểu hoàn toàn là thí dụ như một cái người trẻ
và một cái người lớn tuổi, khi hai người được có nhận được cái vaccine thì cái sức đề kháng trong cái người trẻ so với cái người lớn tuổi như thế nào, thì thường thường mình nghĩ là cái người trẻ đó cái sức đề kháng của họ có thể mạnh hơn những cái người lớn tuổi. Thì đây là một cái tin vui là trong cái cuộc này đó thì cái hãng Moderna cái này nó đã chứng tỏ là cái số tuổi từ 18 cho tới 55 và từ 56 cho tới 70 thì nó chia làm hai nhóm, thì nó thấy là cái sức đề kháng của cái nhóm từ 56 tới 70 vẫn giống như là cái sức đề kháng của cái người từ 18 cho tới 55 tuổi. Tức là thí dụ như mình là một cái người tuổi từ 56 tới 70 mà mình không có một bệnh, không có một loại bệnh nào rất là mạnh trong mình, chẳng hạn như không có bị tiểu đường hay không có một cái gì mà nó làm cho cái sức đề kháng mình có thể yếu đi đó, thì khi mà mình nhận cái chất vaccine này, ít nhất là cái vaccine của tụi Moderna nó làm ra đó, thì mình vẫn có thể có cái sức đề kháng, sức cái bảo vệ của mình giống như là Tương một cái người tự trẻ hơn, ấn tượng trong đó. Thì đây là một cái điều rất là vui, mà chỉ nhưng đây là chỉ mới có ở giai đoạn từ giai đoạn số 1 thôi, thì hy vọng là nếu mà khi nó làm ra tới giai đoạn thứ ba mà nó giống như vậy thì rất là tốt. Và tại vì thường thường những cái người, những cái bác, những cái cô chú mà lớn tuổi từ 56 trở lên đó, đây là những người mà chúng ta rất là quan tâm, tại vì mình biết là đề kháng cái sức yếu đó. đề kháng có yếu hơn, mà hy vọng là sau khi họ cái vaccine này thì họ cái cơ hội mà họ chống lại vẫn là giống như một người trẻ. Đó là Đây là vậy. nói về những người mà hoàn toàn không có vấn đề sức khỏe gì cả. Dạ, Họ chưa là những phải người khỏe mạnh như nhau, nhưng mà cái lứa tuổi nó khác nhau, chia làm hai nhóm thôi. Chứ còn nếu mà người cao tuổi mà có vấn đề sức khỏe là khác nữa. dạ chưa Tại phải vì cái sức đề kháng của cái nhóm người đó nó hoàn toàn khác, nó đã yếu do những cái bệnh kia rồi. Đây là những người mà hoàn toàn không có bệnh gì cả. Và họ chia ra hai nhóm thì họ thấy khi mà chích cái vaccine này vào đó thì cả hai nhóm này bất kể là độ tuổi từ 18 hay là cho tới 70 đi nữa vẫn có được cái sức đề kháng ngang nhau, tương tự như nhau, không có khác biệt. Thì Và đây là cảm cái tin rất rất là tốt. Và Hi thì thấy cũng là vaccine này là để đem theo một cái niềm hy vọng là tăng được cái sức đề kháng, giúp được cho người ta có sức đề kháng tương tự như nhau, bất kể là độ tuổi già hay trẻ, vì người ta thấy là già thì thường đề kháng yếu, phải không? dạ. Nhưng mà trong cái vaccine này thì có cái sự gọi là khả quan như thế thì cũng đạt, đó Và là cũng là, và nhất là nữa là theo cái tin tức cho biết thì hiện giờ đã có khoảng 10 gần 15.000 người, người ta cũng như là người ta tự tự hiến ra nguyện. tự nguyện để người ta có thể thử cái này, thì ta cũng rất vui là càng ngày số người càng đông. Thì dĩ nhiên mình muốn một cái cuộc thử nghiệm này mà nó thành công đó thì phải có đủ số những cái người bệnh nhân trong đó hoặc là những người mà tự nguyện, thì bây giờ cũng có một số người rất là nhiều họ đã bằng lòng họ tự nguyện để thử cái này thì cũng rất Giai là đoạn 3 đó, hay. trong khi đó thì Nhân nói về vaccine thì trong khi đó có một thông tin mới là ở bên Nga, sau khi họ chấp thuận vaccine đầu tiên thì ngày hôm qua họ có loan báo là họ sắp sửa chấp thuận vaccine thứ nhì vào tháng sau. Đó, cái sự chấp thuận vaccine này tại sao mà nó lạ, là vì nó chưa qua giai đoạn 3 mà có cái sự chấp thuận sớm như vậy đó, cho nên là khiến cho người ta quan ngại là coi chừng nó không có bảo đảm, nó coi chừng nó không có được an toàn, nó chưa có được những cái như mà người ta mong muốn. Nếu quý vị đi qua hết những cuộc thí nghiệm mà được quốc tế công nhận thì lúc đó an tâm sử dụng, còn bây giờ nó còn quá sớm để nói, thành ra quý vị nên cẩn thận. Thì sau cái vaccine đầu tiên được chấp thuận cách đây không lâu thì ngày hôm qua họ loan báo là trong tháng sau, tháng 9 này họ sẽ chấp thuận thêm một vaccine nữa. Thì dĩ nhiên là mình biết là cái vaccine thứ hai này nó cũng chưa qua giai đoạn 3 đâu, tại vì thật sự giai đoạn 3 nó phải kéo dài ít nhất là mấy tháng, 6 tháng Dạ nữa tôi không phải chị? thì mình thông tin những tuần trước đó, bên Nga đó cái vaccine đầu tiên mà họ chấp nhận đó là chỉ cần sau 2 tháng thôi, tức có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình nói giống như thế là cái tụi Moderna này nó cũng đã có cái kết quả của nó rồi, cái giai đoạn 1 của nó cũng trong vòng 2 tháng nhưng nó cũng đã có kết quả rồi, nhưng mà nếu mà cái hãng này mà nó ở chẳng hạn ở bên Nga thì có thể là Nga đã chấp thuận nó luôn rồi, tại vì nó cũng đã có kết quả, nhưng mà dĩ nhiên của nó cũng không bằng lòng, mà tại cái những cái cơ cấu, những cái Quy gì định ở Mỹ quy định khắt đã bị khe. ở trên thế giới họ đưa ra thì mình phải cần, mà tất cả những này đều đều lý do quan trọng nhất là làm sao giữ cho cái người bệnh nhân họ không có nguy hiểm đó, thành ra họ tất cả giới nói mình biết là mình cần, nhưng mà nếu mình đi nhanh quá thì có thể nó dẫn đến những cái sự nguy hiểm của những người bệnh nhân và những người đã được cái vaccine này. Cảm ơn bác sĩ. Và nói về thuốc trị, nãy là vaccine là thuốc ngừa, bây giờ nói về thuốc trị nhé. Thì tuần trước mình có hứa hẹn là sẽ nói về một cái loại thuốc rất là thông dụng mà đem lại những cái gọi là tác dụng khó có tiềm năng đối với COVID. Đó là cái loại thuốc mà chữa trị cái chứng ở hơi, cái chứng đầy bụng, ăn không tiêu. Thì xin hỏi bác sĩ là cái cuộc
thử nghiệm vừa rồi đó, họ xác định là cái loại thuốc đó nó có cái hiệu quả như thế nào. Thì trước đây mình cũng có nghe nói là coi chừng là có một chút tín hiệu khả quan trong cái loại thuốc đó nhé. Và khi mà đã có người cảnh khuyến cáo như vậy đó, rồi họ tiếp tục họ nghiên cứu. Và bây giờ cuộc nghiên cứu mới nhất thì họ đã có một số câu trả lời nhất định. Dạ. Yeah. Khi một cái người bệnh nhân bị cái ở hoặc là ở nóng hoặc là ở chua hoặc là trong mình của mình, sau khi mình ăn một cái gì mà mình không có cảm thấy nó tiêu quá tốt đó, thì thường thường họ người ta dùng một cái loại một thứ thuốc. Thì hiện giờ đó có hai cái thứ thuốc người ta thường dùng nhất trong này. Hai cái thứ này, một thứ cả hai đều ức chế hết, nhưng một thứ đó thì nó ức chế một cái thụ thể gọi là H2 đó, H2. Một thứ kia đó, một cái ức chế kia, nhưng mà nó chống lại cái chất nó gọi là cái bomb proton. Thì cả hai đều được dùng. Thì cái chất mà nó ức chế được cái chất bomb proton, nó cái bomb proton ra, nó đi ra đó, thì đó đó nó mắc tiền hơn, và nó theo cái giới y khoa nghĩ thì nó là tốt hơn. Còn cái chất mà nó chống lại cái chất H2 đó thì là nó rẻ tiền hơn, và nó thường thường nó được dùng nhiều trong đó. Thì cả hai đều được dùng hết. Thì trong cái này nó lại đưa ra một cái vấn đề rất là lạ là thế này. Họ bắt đầu theo dõi được là ở bên Tàu đó, mấy tháng trước đó, những cái người mà người ta cũng như cái như mình nói là những người ta không có đủ tiền, mà thay vì người ta mua cái dùng cái loại thuốc ức chế cho cái bơm proton đó, thì họ phải dùng cái loại rẻ tiền hơn. Họ dùng cái loại rẻ tiền hơn thì họ rồi những cái người mà bị bệnh COVID mà lại dùng cái này đó, họ cảm thấy là những cái người này sống lâu hơn, không có phải cần những cái máy hô hấp nhiều hơn, và cái kết quả nó cũng tốt hơn. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu xảy ra ở những cái sự mà chú ý này nó được xảy ra, thấy được ở bên Trung Quốc mấy tháng trước rồi. Rồi hiện giờ thì mới đây cái nhà thương ở trên tiểu bang Connecticut thì họ nhìn lại những cái số bệnh nhân của họ đó, thì họ cho thấy là cũng là giống như là những chị ta thấy bên Trung Hoa, tức là những cái người mà dùng cái chất mà không phải cái chất mắc tiền, mà cái chất mà ức chế cái chất mà H2 đó, số H2 đó, thì nó lại tốt hơn. Thì khi mình nói cái này đó thì mình phải lưu ý một cái vấn đề là trong cái cuộc này đó, thì cái chất mà dùng mà chống lại đó, nó có một cái loại tên đặc biệt, nó gọi là famotidine, tức là một hôm mình viết ra. Tại vì như thế này là cái chất mà nó ức chế được cái chất H2 này, nó có nhiều loại. Một trong những cái đó là một cái loại khác, nó gọi là ranitidine. Thì cái chất đó mấy một trăm vòng một năm vừa qua, họ lại chứng tỏ là khi mình dùng cái chất đó thì nó có thể nó đem cho cơ hội mình bị một cái loại bệnh khác, bệnh ung thư. Thành ra cái chất đó bây giờ không còn dùng nữa. Nhưng mà một cái thuốc cũng trong cái gia đình đó, đặc biệt tên gọi là famotidine đó, thì thường thường thì lại được chứng tỏ là trong cái cuộc bệnh COVID thí nghiệm này thì là nó có một cái kết quả tốt. Mà khi mình nói thí nghiệm này thì mình cũng phải hiểu là đây không phải là một cái cuộc thí nghiệm mà họ bắt đầu chẳng như bây giờ. Thí dụ như họ nói là chúng tôi có 100 người bệnh COVID, 50 người chúng ta cho chất thuốc này, 50 người chúng ta cho thuốc kia, rồi sau một thời gian như thế nào. Thì đây không phải là cái cuộc thí nghiệm như vậy, chúng ta chưa có tới mức đó. Họ chỉ trong cái cuộc kết quả này, họ chỉ cho biết là theo cái quá trình mà họ theo dõi cho những người đã bệnh và đã có cái thuốc này thì là họ thấy như thế đó, chứ không phải là họ chưa có làm thí nghiệm. Thì chỉ như họ cũng nói là mình phải cần làm một cuộc thí nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà nếu bây giờ mà chúng ta mà phải cần dùng những cái thứ thuốc mà để chống lại những chất ở này đó, thì những tin tức này nói là cái chất mà famotidine đó là một, có thể đánh vần đó là chữ chữ F rồi chữ A chữ M đó chị, trời. Rồi O, rồi chữ T, rồi chữ I, I, N, E, yeah, N, rồi chữ D là chữ D đó, rồi chữ I, rồi chữ N, N chữ E, yeah, E trong yeah. Đó. Thì đó. Thì cái đây là cái chất thuốc chứ không phải cái tên thuốc, phải không? Dạ không, nó là một cái, ok, nó có hai cái loại thuốc để chống lại cái ở. Một cái nó chống lại cái chất H2. số 2, một cái nó dùng để là một cái bơm, thì nó bơm ra những cái chất proton, là cả hai cái loại thuốc. Thì với một cái loại thuốc đó, nó có nhiều cái thứ thuốc ở trong đó, thì cái famotidine này là một cái tên của một cái loại thuốc trong cái nhóm đó. Nhưng mà trong cái nhóm này, nó cũng có một cái chất thuốc khác gọi là ranitidine, thì nó lại không nên dùng. Thành lúc mình, nếu mình phải dùng cái này thì mình phải cẩn thận một chút là trong đó, tại những cái kia thì
nó không có được tốt thành ra. Yeah. Thật ra mình nói thì mình cố gắng hết sức là mình đã dùng cái này thì mình theo dõi cái này, nhưng mà những cái tin tức này nó sẽ được những cái kết quả, những cái kiểu mà mình nó sẽ cập nhật hơn. Nó sẽ chấp nhận như hơn. Bác sĩ nói là hiện bây giờ là không phải là họ nghiên cứu, họ cho uống cái thuốc ở này chống đầy hơi này để họ theo dõi, mà là họ quan sát những cái bệnh nhân đã bị COVID mà có dùng cái loại thuốc này thì thấy có những cái tiến triển khả quan, thấy có những cái sự bảo vệ tối thiểu, tức là ít phải bị cái nguy cơ là phải thở bằng máy hay là nguy cơ trầm trọng hơn, vân vân. Dạ. Chứ còn họ chưa có thử nghiệm thôi cái thuốc này trị thì nó như thế nào thì chưa thấy. Dạ. Nhưng và mà những cái chất lúc mà các cô chú bác và các chú đó mà cứ cần phải đi vô cái những cái loại này thì nó thường thường nó trong những nhà thuốc tây đó nó có bán ở trên đó, nó có bán, thành ra nếu mà mình thấy mình cần mua đó thì mình nói với cái người mà dược sĩ trong đó chỉ mình, không có cần to, một số này có thể nó không có cần to, một số nó cần to nhưng mà một số nó không cần to thì mình có thể mình mua nếu mà mình muốn thử. Nhưng mà như chị Trà My với Quang nói đó thì đây là nó chỉ theo dõi thôi, nó chưa có thật sự nó làm ra một cái cuộc thí nghiệm, thành ra mình 100% mình không thể nào mình nói là nếu tôi uống cái chất này thì tôi sẽ được bảo vệ 100% cho những cái con virus corona, thì cái đó là hoàn toàn không đúng. Nó chỉ thấy là những cái người bị bệnh đầy hơi trong đó, và những cái người nào mà bị bệnh COVID mà có đã uống cái thuốc này thì cái kết quả của họ được tốt khả hơn, quan hơn và khả quan hơn. Dạ vâng. Và cái chất thuốc này thì nó là cái chất tên thuốc thôi, còn cái nhãn hiệu thuốc nhiều khi là có nhiều nó nhãn khác, hiệu khác đúng nhau rồi. Chứ không phải là cái thuốc nó tên như vậy đâu. Dạ, tại vì thuốc ở hơi nó có nhiều hãng, nhiều đúng tên khác nhau lắm. Dạ. Nhưng mà công thức thuốc mà nó có cái chất này đó thì nó giúp ích trong cái quá trình là đẩy hơi, trong cái quá trình mà mình đang nói là bệnh COVID ấy, thì nó cũng thấy có cái kết quả khả quan cho những bệnh nhân COVID nữa. Thì đó là một thông tin mà người ta đang quan sát để xem coi thật sự cái chất thuốc này nó có giúp ích hay không, thì họ lấy đó họ trong cái quá trình họ điều trị để nghiên cứu cái thuốc đặc trị với COVID thì họ có thể sử dụng. Dạ vâng. Phải còn rồi. Lúc này thì chưa có câu trả lời xác đáng. Dạ. Thưa bác sĩ, mình còn nhiều thông tin lắm nhưng mà thời gian đã hết rồi. Và ngày hôm nay Trà My có một cái chương trình hỏi đáp di trú ngay tiếp theo sau chương trình này. Thì quý vị có thể thông cảm mà mình có thể chia tay vào lúc này sớm hơn dự định. Thường thường một cái chương trình là một tiếng phải không bác sĩ? Nhưng mà ngày hôm nay là do mình có thay đổi đột xuất cho nên là mình kết thúc sớm hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình, và tuần sau mời quý vị trở lại là tối thứ tư, không phải tối thứ năm. Chương trình Hỏi đáp y học là tối thứ tư với bác sĩ Nguyễn Đông Quang, giáo sư trường y Đại học Stanford ở bang California. Bác sĩ sẽ trở lại để mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật và giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề sức khỏe. Trà My một lần nữa cảm ơn bác sĩ Quang rất là nhiều và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Dạ, Quang cảm ơn chị Trà My và cũng cảm ơn quý khán giả ngày hôm nay. Dạ, Quang xin hẹn lại gặp lại tuần tới ạ. Dạ, Trà My kính chào quý vị và mong quý vị tiếp tục theo dõi. Chỉ một vài phút nữa thôi, chúng tôi có chương trình hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Trân trọng kính chào quý vị.